về thỏ góc vườn, thỏ thả lang. Vườn cỏ voi đằng này rất là xanh tốt rồi. Nhìn mặt nó cưng giờ thả ra là chạy đi hóng hớt xuân khắp nơi. Vườn mà kín kín một chút thì có nuôi thỏ thả này ra vườn ngắm rất là sướng các bạn nhé. Cửa chuồng ngoài này đóng kiểu đấy nó không chặt. Cái chuồng cái hai con thỏ nó đứng gì? Vâng. Đấu người ta chốt ngang. Hàn lại qua cái cắm gỗ kiểu đấy tối nó sống ra. Chuồng đấy không ra được. Đấy là chốt rồi không bao giờ ra được. Đây cỏ đấy mới là đợt đấy nó mọc lên cái cỏ gì mà cái thân nó không phải là cỏ voi mà nó giống như cây này, cây này là cây quả của trang nhạn giống như cỏ voi nhưng mà nó không. Nó tự nhiên mọc ở vườn một cây to. Tao đặt lọn đánh ở ấy và dưới cửa nhà chỗ đám ngõ nhông vàng nó một dãy. Nhưng mà bọn này không thích ăn cỏ này lắm, cỏ voi thích hơn. Không. Cái này nó gần họ như họ cỏ voi. Nhưng mà tùy bọn này cỏ voi nó nghiến lâu rồi thì cứ thờ người người nãy. Đi ăn thân đi. Đấy. Ăn thân đã. Thằng này cho ăn rồi, cho ăn mấy là ăn rồi.
ngoài người ta nuôi cái độ này nó có cái bãi cỏ đẹp đẹp là người ta nuôi, người ta cho trẻ con vào tham quan. Nuôi thả như kiểu vườn bách thú ấy. Con này trông gầy gầy này, thả ra chạy nhanh phết. Nhưng bọn này không cần đâu, bọn này nó chạy ra vườn ăn. Mấy con ở kia, mấy con nhốt ở kia. Mình mua đôi chim của Lui 15.000 về thì sách về trên ngõ là có thằng giả 50.000 một con. Thì tôi mua cho, để cho tôi mua vào tôi đoán người ta mua chim cảnh như mua người ta Lui nó bán thì mình đổi cho cháu lên 50 cân cám à 15.000. Của nó cứ đẻ tháng nào cứ 40 ngày một đôi như chim mồi câu. Nuôi chim này kiểu nó thả avi cho đẹp. Quấn chân phết này. Quen ngay loại này. Không biết có sống không, gầy lắm, gầy nhom chạy bà nhảy. Như... gầy trong khổ thân. Nhát. Thỏ thả lang. Chim gáy à? Cái cống này, cái cống này thay rồi, nó vỡ phè hết rồi, nó cắn nát hết rồi. Thỏ cắn nát hết cái cống ăn cơm này. Nó chạy ở đây suốt mà. Chạy đây nó tối nó còn chạy ở đây.
con gà cái thả là thì giao nó ăn cho ra đẻ trứng to khỏe quá thì ra có thêm mấy bụi rau má của mình bạn gà mà rất hết gà nó có rau nhất đủ chất giờ mỗi mình nó dãi ở vườn này. Gà ăn cả cỏ voi. Gà rau má rất hết rồi. Bánh thịt sơ đi. Con này béo nẫn nần nần nhưng mà ăn chế độ cũng bình thường, còn ít rau hơn các bọn kia. Này lứa đầu, bọn này lứa đầu, bọn kia lứa hai. Con đực nọc à, con cái bố đang để tơ á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, hãy đăng ký kênh ủng hộ mình.